Trong Milinda Vấn Đạo Phẩm Vesantara, một câu hỏi về bố thí con của Vesantara. Đoạn văn số 6 đề cập đến 10 sự bố thí sẽ đi đến địa ngục, rằng sự bố thí chất say, hội hè, người nữ, bò đực, tranh ảnh, vũ khí, thuốc độc, xích xiền, gà, heo, cách gian lận. Người nào bố thí vật ấy, người ấy có sự đi đến địa ngục. Một trong số 10 loại đó đã được sư Hạnh Tuệ đề cập trong các video. Một số khác con vẫn chưa hiểu tại sao việc bố thí các loại ấy lại đi địa ngục nghe có vẻ cực đoan. Nếu không được xem xét như hội hè, bò đực, tranh ảnh, nếu đây là tranh về Phật, Bậc Thánh hay tranh nhân quả mà sư mới phát hành thì phải được phước. Xích xiền nếu dùng để khóa xe chống trộm, gà heo hơn nữa, nếu người bố thí có thiện tâm cho người bố thí thì vẫn sẽ bị đọa địa ngục do bố thí các vật thí trên, phải không sư? Cái vấn đề là do quý vị đọc kinh nó không có kỹ ha. Bố thí hội hè ở đây á, xin thưa là ở trong hội hè quý vị nghĩ là người ta sẽ làm gì ở trong đó? Người ta sẽ tập trung lại, giống như đây tập trung lại mọi người ngồi tu thiền, hít thở, rải tâm từ, có không? Hội hè người ta vô, người ta chạy theo tham và sân. Những cái cuộc chơi đó mà quý vị gọi là sự vui vẻ đó, thực tế nó thúc đẩy tham ái, khiến cho tham ái tăng trưởng. Cho nên khi mà quý vị tổ chức các cuộc hội hè mà chơi đùa, nó khiến cho cái tham ái tăng trưởng, khiến cho cái sự dễ vui, không tinh tấn tăng trưởng. Cho nên là việc bố thí hội hè nó đưa đến địa ngục là như thế. Tức là mình khiến cho một số đông tăng trưởng tâm tham. Rồi bố thí bò đực ở đây là bố thí bò đực đến với bò cái, để gọi là để duy trì nòi giống, thì đó là đi địa ngục. Rồi tranh ảnh cũng vậy. Nó nếu như cái tranh ảnh đó nó thể hiện những cái pháp đưa đến tham, thì tranh ảnh đó sẽ khiến cho người ta tâm tham sinh khởi. Những tranh ảnh mà đưa đến sân thì sẽ khiến cho tâm sân sinh khởi. Mà một cái tác phẩm không chỉ một người mà sẽ khiến cho nhiều người thưởng thức. Nó không tồn tại trong thời gian ngắn mà nó tồn tại trong thời gian dài. Cho nên nó khiến cho tâm bất thiện sanh khởi. Còn việc mà quý vị nói là người ta vẽ tranh Phật, tranh Thánh vân vân, thì nói thiệt là cái đó nó hiếm lắm. Nó gọi là đưa vào trường hợp cá biệt, chứ còn bình thường thì có ai đâu mà làm cái đó. Rồi xiềng xích ở đây á, là xiềng xích với ý nghĩa là sự bắt nhốt. Ví dụ như quý vị bắt nhốt con chó, bắt nhốt con mèo, bắt nhốt con chim, cho đến bắt nhốt con người, mang ý nghĩa của sự bắt nhốt. Chứ còn việc quý vị giữ gìn tài sản, quý vị xích cái xe quý vị lại thì nó không có dính vào đây ha. Gà heo á, thì mang ý nghĩa là chúng ta cho để người khác làm thịt, để người khác ăn. Thì khi mà mình cho như thế, tức là mình đã tạo cơ hội, tạo điều kiện cho người khác sát sanh. Chính vì như thế khi mình cho là mình đi địa ngục. Đương nhiên là cái này á,
nó không tính đến cái chuyện là quý vị đi chợ, quý vị mua gà làm sẵn, mua thịt heo đông lạnh, rồi quý vị về, quý vị cho người khác ăn, thì cái đó nó không tính ở trong đó. Khi mà chúng ta xem thì chúng ta nên suy xét, chứ không phải là mình chỉ đọc sơ qua